Những dự án gym center rầm rộ gần đây của BBT dễ khiến người ta lầm tưởng rằng thị trường supplement đang yên ắng lại. Nhưng không, những cơn sóng ngầm vẫn mãi diễn ra trong lòng đại dương, mạnh mẽ đến nỗi giết chết một số thương hiệu đã từng vang bóng một thời, nhưng không thể thích ứng với thời đại nên đã dần bị đào thải. Và BBT là một công ty rất năng động, luôn tìm kiếm cái mới, luôn đem về những hợp đồng độc quyền đầy giá trị sau mỗi năm. Với những cái tên như Labrada, Nutech và San đã trở thành huyền thoại, thì những thương hiệu mới đầy sức sáng tạo và cạnh tranh mới nổi lên với những dòng sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng hơn, đó là RSP. Khi mà độ nóng của Aminolin, Quadralin, Chugen và Whey sinh viên còn chưa lan tỏa hết, thì giang hồ lại có thêm đồn đoán về một thương hiệu mới mà BBT ngầm chuẩn bị phân phối độc quyền tại Việt Nam, đó chính là Evogen. BBT chắc chắn phân phối hãng Evogen trong khi sản phẩm có một mức giá đắt đỏ chứ? Câu trả lời là có. Duy Nguyễn đã từng up văn bản xác nhận độc quyền từ nhà sản xuất lên mạng xã hội Facebook, và trên sân thượng BBT hiện tại có rất nhiều hình ảnh model của hãng được làm quảng cáo công phu. Điều này chưa bao giờ có ở BBT trước đây. Vì BBT là thánh địa độc quyền của gym chúa Duy Nguyễn, sẽ không bao giờ quảng cáo hay giới thiệu cho bất kỳ ai khác. Vậy điều gì đã thu hút Duy Nguyễn chuyển vốn về Evogen? Phải chăng là hai cá tính sốc trong kinh doanh đã gặp nhau? Ở Duy Nguyễn, phàm là một cái gì cũng phải đẳng cấp để vẽ lên một chữ nhất đời gym. Phòng gym hàng triệu đô la và nắm trong tay nhiều thương hiệu thực phẩm bổ sung lớn. Còn Evogen thậm chí từ chối luôn một đối tác rất lớn để thể hiện độ ngông nghênh và yếu tố đặc biệt của mình. Đó là thứ nhất. Thứ hai, sản phẩm của Evogen sẽ rất đắt đỏ mà chỉ có dân chơi hoặc người có tiền mới theo nổi. Theo tiết lộ của Duy Nguyễn thì một hộp Whey 28 lần dùng sẽ có giá tầm 1,4 triệu và một bịch mask Evogen sẽ có giá tầm 2 triệu đồng. Do đó, mua hàng Evogen không dễ một tí nào dựa vào hai yếu tố là giá và kênh phân phối, nhưng đổi lại tiền nào thì của đó. Những sản phẩm Evogen là kết quả của một công trình nghiên cứu rất đầu tư và được thực tiễn kiểm định bằng sự tin dùng của khách hàng, trong đó có hệ thống model rất mạnh của hãng. Model Evogen là một đặc sản khiến nhiều hãng khác thèm thuồng. Là một người đam mê cái đẹp nên vấn đề này cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sự tác động của ông chủ Duy Nguyễn. Nếu các bạn còn nhớ thì ngày trước quyết định hợp tác với Nutech cũng một phần lý do Nutech có giảm model nữ bắt mắt, đặc biệt là Lice. Duy Nguyễn đã in hình cô model này và dán đầy phòng gym bên quận 6. Một tấm hình huyền thoại với hai câu đối gần như là tuyên ngôn sắc đẹp trong thể hình. Ngực nở eo thon phân mỹ nữ, vai u thịt bắp định anh hùng. Cô gái trong ảnh đứng cùng với Duy Nguyễn chính là Lice, từng là model của Nutech và là người đoạt giải mỹ nữ hồ bơi Hot 100. Dễ thấy một người làm việc vừa nguyên tắc nhưng lại cảm tính, có chút ngông cuồng nhưng lại rất thích phiêu lưu mạo hiểm, chinh phục cái mới như Duy Nguyễn, thì việc hợp tác với một thương hiệu Evogen vốn nổi như cồn thì không có gì mới lạ. Tháng 8 năm 2019, hai sản phẩm đầu tay sẽ tiếp cận thị trường Việt Nam, đó chính là Isojack và Hugen, sẽ mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Evogen Việt Nam, như cái cách BBT đã và đang phát triển song song nhiều thương hiệu lớn khác. Thị trường súp vẫn là miếng bánh ngọt ngào và BBT mạnh tay đầu tư để mang về ngày nhiều sản phẩm chất lượng với giá thành hấp dẫn và mùi vị cực ngon. Các fan của Duy Nguyễn, fan THOL hãy chuẩn bị cùng bot trải nghiệm Evogen và một ngày không xa, dàn model toàn sao của Evogen sẽ giao lưu cùng với các bạn tại Việt Nam. Mặc dù Duy Nguyễn không hứa trước, nhưng chúng tôi tin vào điều đó.